nhớ được bao học nhiêu nhé. về à? Dạ học về ạ. À. Về em nói sao ta? Về những dây chằng, về cái kết nối giữa cơ bắp với nhau là có. Cái quan trọng buổi trước là hệ thần kinh. Dạ đúng rồi. Rồi, ok. Phần tiếp theo sau cái hệ thần kinh đó là cái xương. Thì Alo, alo. nghe Quân, Nghe được không? nghe Ok, nghe ok. nghe. Ok, được rồi, xong. Về cái phần xương ấy, mình đã có nói qua cái chuyện mà xương mình liên tục được gọi là lão hóa và tái tạo, nên cái việc tập luyện sẽ giúp cho xương mình chắc, không giảm nguy cơ loãng xương và tăng cường sức khỏe về cơ xương. Ok. Rồi. Đầu tiên trước khi vô này, tại vì nó khá sâu vào cái kiểu mà giải phẫu á, mà mình thì cũng thật sự là không có chuyên sâu, nên mình sẽ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Ok. Thì ở đây cái bảng 2.1 này là các loại xương phổ biến. Thì mình có ở đây 5 loại chính là loại phân ra là xương dài, xương dài, xương ngắn, rồi xương dẹt, rồi một số cấu trúc xương đặc biệt khác. Ví dụ xương dài có thể Nhật nói thử coi xương dài, tưởng tượng thử nó là xương gì trên người mình. Nếu ai không nói được thì cứ nhắn vô đó cũng được ha, để mình tương tác cho đỡ buồn ngủ. Xương dài là xương gì? Xương dài là mấy cái xương mà giống xương cánh tay rồi xương cẳng chân rồi xương đó hả? Có biết gọi đúng Xương không? đùi. Xương đùi, đúng rồi, đó là xương dài. Vậy xương ngắn là xương gì? Xương ngắn là cái xương giống vậy mà ngắn hơn xương xương đùi, hay là xương ngắn không? Xương ở khớp cổ này. Khớp Xương cổ. đốt sống. Đốt sống. Rồi. Vậy xương dẹt, có nghe xương dẹt chưa? Xương dẹt. Xương gì? Rồi, ok. Xương sống. Cái xương dài á, nó sẽ nằm ở cánh tay. Đây, nguyên cái xương dài. Xương đùi, xương cẳng chân. Đó là những cái xương chi á, là xương dài. Còn xương ngắn là những cái xương nhỏ hơn nữa. Đó bao gồm là xương bàn tay, bàn chân. Không bao gồm xương cổ. Ở trong hình này chắc có luôn. Đây, xương dài là cái mô hình xương dài đây. Long bone là xương đùi. Ha. Xương đùi. Rồi xuống này xương xương ngắn đây là trong cái bàn tay của mình, những cái xương nhỏ nhỏ này nè thì gọi là xương ngắn. Xương ngắn. Rồi tiếp theo là xương dẹt. Xương dẹt đây, bề mặt rất là lớn ở đây. Rồi kế tiếp là những cấu trúc xương đặc biệt. Cái xương cổ mình không phải là xương ngắn, mà nó tên gọi nó là irregular bone, thì nó là xương đốt sống, nằm trong chuỗi đốt sống của mình, nó có cấu trúc đặc biệt. Rồi thì qua mỗi cái xương đó, giờ mình đi ngang qua thử cấu trúc của cái xương. Thì ở đây nói sơ qua về xương dài, những cái xương kia thì cấu tạo cũng tương tự vậy thôi. Trong này thì mình có ba phần chính mình phải nắm là phần periosteum này. Thì trong cái phần periosteum này là cái phần bề mặt nè, thì mọi người nghĩ nó có cái gì trong đó? À đây là xương. À, tưởng tượng ha, ví dụ xương bên trong này đây là tủy nè, giống như mình ai mà hay ăn xương này biết rồi, ở trong nó có tủy. Thì từ giờ, ở trong này lớp mềm nhất, rồi hai đầu này bắt đầu nó xốp 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 đúng không? Còn cái bề mặt này là bề mặt cứng nhất ở đây. Thì canxi chứa trong này. Rồi trong này thì có cả dây thần kinh, có mạch máu và tế bào xương. Dây thần kinh ở trong xương thì nên mới có chuyện là gãy xương mới đau, chứ nếu không có dây thần kinh thì gãy cũng không đau. Tất cả các cảm giác đau này kia đều liên quan đến dây thần kinh hết. Rồi mặt trong của xương ở đây, mặt phía trong của cái periosteum này thì nó là chứa các chất dinh dưỡng để phục hồi, giống như từ phía bên trong màu đỏ này nó phục hồi đẩy ra ngoài, để ngoài thì nó dần ra ngoài, còn bên ngoài thì sẽ dần bị thoái hóa, dần bị lão hóa, bớt đi bớt đi bớt đi, còn bên trong thì dần dần đẩy ra ngoài tổng hợp các chất, thì nó giúp để phục hồi và phát triển xương. Và cái xương bề mặt này á, nó cũng là nơi để làm cái điểm
bám của các gân dây chằng. Vậy có một cái thường thời ta người ta thường hay nói là tập tạ bị lùn, nó có đúng hay không? Hoặc là tập tạ, hoặc là trả lời trước cái đó đi, tập tạ có lùn hay không? Nhật, tập tạ có lùn không Nhật? Tập tạ từ mấy tuổi? Dạ theo thấy em tập cũng khá sớm nên là em cũng thấy lùn, em của em phát triển chiều cao đều đều. Em tập được năm mấy tuổi? Dạ nếu tính là từ 16 anh. À 16. Okay, 16 là có tiếp xúc đến tạ thôi chứ chưa tập chuyên quá. Cũng khá sớm. Về cái việc mà tập tạ thì nó không có giúp, không có bằng chứng nào chứng minh là nó bị làm cho giảm phát triển chiều cao hay là bị lùn lại hết. Tại vì nếu nó phản biện lại thôi, nếu bây giờ tập tạ mà lùn á, vậy thì mình tập cái gì đó, cái thứ gì đó kéo ra thì chắc nó sẽ cao lên. Mà giờ đâu có gì tập để kéo ra nó cao lên được, đúng không? Thì tức nghĩa ngược lại thì tập tạ sẽ không có bóng rổ đó. À bóng rổ thì giống như nó kích thích xương, những cái mô mềm phát triển và cộng với cả cái mà gen của người đó nữa. Nếu tại vì ví dụ mấy người chơi bóng rổ bình thường thì tăng hoạt động thể chất hơn, cơ thể nó sẽ thích nghi theo. Nó có một cái gọi là khi bạn chơi môn thể thao nào, cơ thể mình sẽ thích nghi theo cái bộ môn đó. Thì một bóng rổ một phần, những môn vận động nhảy nhót thì nó sẽ giúp phát triển xương tốt hơn. Mà trong độ tuổi mà dậy thì á, thì nó phát triển càng nhanh hơn nữa, nên chiều cao những người đó sẽ tối ưu hơn so với những người không hoạt động thể chất hoặc là chơi những bộ môn khác, nên cơ thể nó không thích nghi theo cái bộ môn đó. Ok. Ok. Hiểu vấn đề đúng không? Ok. Để nói gì của anh ta? Rồi tập không lùn. Nhưng mà khi tập tạ nó sẽ giúp cái gì? Giúp tăng mật độ xương. Thì nó khi người mình bỏ tạ, bỏ khối lượng lên, nó sẽ bị đè áp lực lên cái cơ xương của mình, thì cơ thể nó báo tín hiệu về phải thích nghi với cái kích thích đó, nên nó bắt buộc nó phải phát triển lên, tăng cái mật độ chịu đựng lên, tăng mật độ xương cứng hơn, dày hơn để chịu cái áp lực đó. Thì những cái người có tập kháng lực á, thì họ sẽ càng ngày kiểu họ càng rắn chắc, càng mạnh, và cái hệ xương giống như họ, những người tập tạ ví dụ gặp té xe chẳng hạn thì khả năng họ gãy xương sẽ thấp hơn so với những người không tập, tại vì cơ xương họ chắc hơn. Cái lớp combat form nó dày hơn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Với lại nãy định nói cái mà tập bóng rổ, tại vì tập bóng rổ bình thường và có những người tập bóng rổ chuyên nghiệp nữa. Mà khi tập bóng rổ chuyên nghiệp á, thì họ sẽ có chọn lựa, họ chọn ở đây là chọn theo bộ gen. Nhất là bên nước ngoài họ rất là chuyên nghiệp, thì họ sẽ đánh giá theo thể lực, theo bộ gen, theo kích thước xương ở cái độ tuổi đó phải là bao nhiêu thì họ mới nhận vô tuyển. Còn có những người nếu mà không đạt đúng tiêu chuẩn đó thì họ sẽ không nhận vô. Thì đó là cái phần lớn cái kích thước xương mình dựa trên cái bộ gen của mình, chứ không dựa vào ba mẹ là chính đó, chứ không phải dựa vào và dinh dưỡng và tập luyện, chứ nó không nó sao ra nó không liên quan đến chuyện tập tạ bị lùn kiểu vậy. Tập tạ giúp có thể phát triển sức khỏe cơ xương, trong đó nó có thể tăng chiều cao một xíu, chứ không phải là kiểu mà mình kéo dài hoặc là mình đu lên xà cái mình chuột cột tạ cái mình kéo mình dài ra kiểu vậy. Rồi phần tiếp theo, phần cơ xương là phần bên trong phần tủy này, phần medulla oblongata. Nó chứa cái gì? Nó chứa tủy và chất béo, nên khi mà ăn cái xương này thì rất là béo. Có ai thích ăn cái phần trong này không? Có ai thích ăn phần này không? Có. Phần này nó dùng ngon lắm á. Nước dùng rất là ngon. Thì vai trò nó làm gì? Vai trò nó là mô mỡ chính, đúng là mô mỡ nên nó mới béo, nên nó là cái nguồn dự trữ năng lượng cho cơ thể luôn. Cơ thể mình dự trữ năng lượng nhiều nơi, mà mô mỡ là cái dự trữ chính, thì nó phân bố nhiều nơi, trong xương mình cũng có luôn. Nên cái việc mà ăn mà giảm chất béo thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc xương mình sẽ không tốt, xong sẽ bị yếu. Tại vì cơ bản cái cốt bên trong của cái xương mình vẫn là chất béo. Nếu những người mà cắt hoàn toàn thì có lẽ nó không có hẳn là tốt. Nên chưa kể mình trong cơ, trong khớp mình vẫn có chất béo. Những cái màng của chất đó, màng tế bào nó đều có chất béo trong đó. Nên
Nên cái chuyện mà vận động viên khi mà thi đấu chẳng hạn, họ cutting quá kỹ để ép cân, kiêng béo, kiêng carbohydrate này kia nọ để ép cân xuống, thì đó là lúc nguy cơ chấn thương cao nhất, tại vì họ bị thiếu chất béo quá mức, dẫn đến những cái mô mềm, những cái xương này kia dễ bị tổn thương hơn. Nên cái gì cũng đủ mới tốt, chứ không nên ép quá, trừ khi mình tham gia thi đấu hoặc cái gì đó nó có mục đích, còn sau đó nên giữ ở mức cân bằng. Rồi, ở dưới cái đầu này thì sụn khớp, đây là sụn khớp. Vậy thử, ai nói thử chức năng của sụn khớp để làm cái gì? Nhật. Dạ, như bữa anh nói sụn để kiểu giống như là một cái miếng đệm lót giữa hai thanh xương để không va chạm vô nhau. Người già thường họ không còn sụn nữa, họ bị dễ bị đau khớp, đau xương. Ok. Thì trong sụn này nó có một cái gọi là u hoạt dịch ở ngay đầu cuối của xương nè. Thì nó là cái điểm tiếp xúc giữa hai cái xương với nhau. Nó có chức năng là giảm ma sát, giúp cho chuyển động của mình nó mượt mà hơn, nó giống như cái khớp nối và nó được bôi trơn vậy đó. Rồi, ok. Và thử một cây xương như vậy, một cây xương dài như vậy, khi bị tổn thương, khi bị chấn thương chẳng hạn, thì theo các bạn nó gãy là nó gãy ở đâu? Giống như gần đây là cầu thủ đá banh, cầu thủ đá banh bị gãy chân đó, thì nó sẽ gãy ở đâu? Nó gãy ngay phần ngang nè, đúng không? Cái phần mà đáng lẽ là nó cứng nhất mà nó lại sẽ là phần gãy. Tại vì sao nó gãy? Tại vì những thứ, tưởng tượng những thứ càng cứng thì cũng đồng nghĩa với cái lực lớn, nó sẽ càng giòn, nó sẽ dễ gãy, đúng không? Giờ giữa một cái thanh mà bằng gỗ hoặc bằng cái gì đó cứng, bằng kẽm, bằng sắt gì đó, mình tác động lực nó sẽ cong và nó sẽ gãy. Nhưng nếu một cái thanh bằng cao su mình đấm vào thì đó nó sẽ đàn hồi, nó không gãy. Thì nhìn cái xương cơ thể mình vậy thôi, cái xương mà càng cứng càng giòn này càng dễ gãy ngay phần này. Còn cái phần như này nè, các bạn thấy nó rất là nhỏ, li ti này, để nó làm gì? Nó hấp thụ lực. Khi mình ví dụ động tác jump squat hoặc nhảy từ trên xuống này kia đó, thì những cái nơi này là nơi nhận lực vào và nó phân tán lực ra, nên nó không có bị tổn thương và nó không gãy như khúc này, mà nó gãy khúc giữa. Thứ hai là nó gãy đâu? Nó gãy ở đầu nói. Đầu nói này làm do đứt dây chằng, đứt gân này cơ kia nọ đó, thì những cái nơi đó sẽ dễ bị tổn thương. Cái đó dẫn đến chuyện là khi mình tập luyện những cái chuyển động, có một số chuyển động mình phải nhìn vô biết được là cái này có nguy hiểm hay không, cái này nó có sẽ ảnh hưởng đến cái xương của mình hay không. Rồi, xương ngắn, như hồi nãy mình thấy cái khớp bàn tay ở đây, khớp bàn tay thì xương ngắn cũng tương tự như cái xương dài hồi nãy, thì ngay cái đầu xương nó rất là nhiều cái lỗ nhỏ để hấp thụ lực, thì cái xương ngắn chức năng chính của nó cũng là hấp thụ lực. Đây, đó là lý do tại sao những cái, hay vì nguyên một mảng bự đây, tại sao nó không thành một cái mảng bự, mà tạo hóa sinh ra nó là những cái miếng nhỏ ghép lại nhau để thích nghi với môi trường, để ví dụ té chống tay nó không bị gãy lõi cái tay, kiểu không bị gãy mấy cái đốt xương này. Thì những cái mô nhỏ này nó có khoảng trống giữa nhau, thì khi mà tiếp xúc với lực lớn thì nó sẽ di chuyển được, thì nó sẽ hạn chế tổn thương. Rồi, xương dẹt bên này, đây một mảng rất là lớn. Chức năng của nó sẽ bảo vệ những cái phía bên trong của nó, ví dụ ở trong này có những cái lớp cơ hoặc là nội tạng của mình, dây chằng nằm phía trong này rất là nhiều đây, thì những cái mảng xương lớn này để nó bảo vệ, giống như Nhật chẳng hạn, đánh boxing người ta đánh vô ngực sẽ đau hơn đánh vô lưng, đúng không? Một phần cũng là do xương nó bự hơn nè, cơ nhiều hơn, nên đánh vô ngực phần lớn là phía trước đây, phía trước này mỏng hơn, ít xương hơn, đánh vô thốn liền, còn đánh phía sau không xi nhê. Cái đó rất là logic thôi, rất bình thường. Và nó bự như vậy để nó là cái điểm bám cho nhiều cái mối cơ khác nhau nữa, sẽ bám lên đây. Rồi, tiếp theo đến xương cột sống. Dịch theo, hồi nãy dịch thử từ cái chữ này ra tiếng Việt đó, nó dịch ra xương không đều. Mà tại vì đi vào giải phẫu sâu hơn thì nó rất là chi tiết, nó giải thích từng cái ngành, cái gọi là cái nhánh nhỏ trong này nữa thì sẽ hơi nhức đầu, nên mình sẽ đi sơ qua thôi. Giờ đi qua cột sống đi. Cột sống thì mình đây, hình cột sống
Rồi các bạn thử nhận xét cái cột sống mình. Đầu tiên nó có bao nhiêu phần? Bao nhiêu phần chính? Duyên. Nhật, bao nhiêu phần chính? Cột sống bao nhiêu phần chính? Đây. Đây cột sống nè. Theo em nó được chia làm bao nhiêu phần? Thấy không? Thấy rõ không? Hay bóng bự thôi. À, 3 phần á. À, 4 phần. 1. 4 phần. Ở đây mình thấy là có 5 phần, 1 2 3 với hai cái nhỏ này. Nhưng mà khi mình gọi phần chính thì nó chiếm phần lớn. Nên ở đây sẽ có 3 phần chính. Rồi 3 phần chính từ trên dưới. Rồi. Có nhận xét gì giữa 3 phần này không? Nhật, thấy 3 phần này nó khác nhau cái gì? Phần 1, phần 2, phần 3 nó khác nhau cái gì? Dạ. Cứ thấy sao nó vậy nó, không? Nó... Dạ, em thấy đầu tiên là nó... Sao sao? Nhật nói đi, Nhật nói trước đi rồi Duyên nói. Dạ, em thấy nó không. Nó không. Ok. Nó không. Rồi giống như tại sao nó không thẳng mà nó lại cong. Rồi Duyên nói gì? Nó dày. À, Duyên nói gì? Duyên nói là cái đốt sống xương ngày càng to thì nhỏ từ từ trên xuống dưới. Đúng rồi đó. Cái đó khá quan trọng đó. Thì ở đây mình có thể thấy nó chia làm 3 phần chính. Cái C1 đến C7 này tức là thứ tự đốt sống luôn. Khi sau này mình chụp X-quang chẳng hạn, nó sẽ thể hiện lên cái phim X-quang của mình là à, chụp đốt sống C1, C2, C3, C4 gì đó, vân vân. Thì cái phần đầu tiên cervical này, vertebrae, nó là đốt sống cổ. Đây, đốt sống cổ. Thì nó giúp, cái chức năng nó là giúp giữ ổn định và linh hoạt cho cái đầu quay qua quay lại, gập lên gập xuống, xoay các kiểu. Nên nếu nó bự quá thì nó sẽ làm giới hạn cái chuyển động xoay của cái đầu. Nên tạo hóa sinh ra cho nó nhỏ thôi, vừa đủ nâng cái đầu được. Nhưng mà vì nó nhỏ như vậy dẫn đến cái chuyện gì, các bạn đoán thử. Chấn thương. À, Duyên đoán thử, nếu nó nhỏ vậy thì sao? Nó nhỏ vậy thì ok. Đây, ví dụ ở phần đầu này nhỏ và cái hướng cong của nó tự nhiên, đây là cột sống tự nhiên ha, là nó cong ngược ra sau một xíu ha, để ngước cái đầu lên giữ trạng thái bình thường. Vậy cái cuộc sống bây giờ mình cứ ngồi mình cầm cái điện thoại thì dẫn đến cái gì? Bị cong ra phía sau. Cái này nó đã cong ngược ra trước nè, giờ nó đang cong ra sau đúng không? Cái này nó đang ưỡn nè, nó đang cong ra sau. Mà bây giờ mình gập cổ xuống nhiều quá, nó cong ngược lại cái chiều của nó, cái chiều tự nhiên của nó. Bị thoái quá, đốt sống cổ, đầu vai gáy. Đó, thì đúng rồi. Đúng rồi. Thì tức là mình đang, cái việc mình xài điện thoại, xài laptop, máy tính mỗi ngày, nó đang dẫn đến cái chuyện là mình chống lại tự nhiên nó sinh ra là như vậy. Mà mình đang làm ngược lại, mình cứ cúi cái đầu xuống. Thì khi nó chịu hết nổi, nó phải báo động thôi. Nó tổn thương quá mức thì nó phải báo động lên. Rồi, thì trên này nó nhỏ thôi để nó gánh cái đầu là chính. Rồi, thấp xuống dưới phần giữa này. Phần này người ta gọi là thoracic, phần trung tâm. Phần gọi là phần ở giữa cột sống. Thì có 12 đốt từ T1 đến T12. Chụp hình X-quay nó cũng ra T1, T12 cho các bạn coi. Thì đây nó lớn hơn cái phần đầu nhưng mà nhỏ hơn phần dưới. Nó nằm để nó chịu lực cho cái phần xương sườn gắn vào và nội tạng trước phía trước này, nên nó cong từ sau một xíu, có phần nội tạng trước này. Rồi phần dưới này bự nhất, tại sao nó bự nhất? Quân tại chịu sao lực từ trên xuống dưới vậy? Rồi Duyên nó nhấc cái lưng. Nhật, nói chung đúng rồi, tại vì nó bự nhất để, tại vì nó sinh ra để nó chịu lực lớn nhất, nó sinh ra là để nó làm cái chuyện nó phải chịu lực. Nên khi bị thoát vị để đệm hoặc là thoái hóa đốt sống á, hoặc là
đau đau lưng này kia nọ, người ta sẽ thường bị bắt đầu ở cái lưng dưới, là dao động từ thường đau nhất là ngay chỗ mà cái khúc gập nhiều nhất đây nè, cái khúc gập nhiều nhất đây là đốt sống L4 L5, chỗ này dễ tổn thương nhất. Khi tưởng tượng khi nguyên cái người mình, đây là phần trọng tâm cơ thể luôn, ở đây trên này là cái đầu, hai tay, phía dưới là hai chân, thì ở đây là cái khúc giữa nè, thì mình thường gọi là phần core đó, phần core bao gồm lưng dưới, phần nội tạng đây. Thì nếu mình không sử dụng được cái core tốt á, thì sau một thời gian tập nó sẽ bị đau chỗ này, vì nó chịu áp lực quá lớn. Kể cả mình sai tư thế lâu ngày, ngồi sai tư thế, hoặc là giờ thậm chí ngồi ngồi lâu quá, cơ hông bị căng, nó giờ cũng dẫn đến đau lưng dưới luôn. Nên cái này là sẽ là cái lên tiếng đầu tiên, lúc đốt sống L4 L5 nó sẽ lên tiếng đầu tiên khi mà những người bị đau lưng dưới, và nó cũng sẽ là nơi thoát vị để đệm trước, chịu áp lực lớn nhất, cơ lớn xương lớn nhất. Rồi ok, bảng 2.2 đây, cái này thì chỉ là xác định là vị trí của mấy cái đó thôi. Đốt thứ nhất đến đốt thứ bảy bắt đầu từ trên cùng dẫn xuống, đốt thứ 12, từ đốt thứ bảy đến đốt thứ 12 tiếp theo, phần đầu và phần giữa của phần lưng, bao gồm có thêm cả phần xương sườn và năm cái đốt sống cuối cùng. Còn phần ở dưới cùng là xương cục, xương cục là nó sẽ kết nối với lại phần hông, khớp hông thì cực kỳ khó, xương hông chưa đủ trình, để bữa sau khi nào học xong sẽ giải thích tiếp. Nhưng mà mình nắm được phần đầu tiên, nguyên cái đốt sống từ cervical thoracic đến lumbar, là mình biết được chỗ nào cần cái vị trí neutral nó ở đây, vị trí tự nhiên đây, thì mình nên giữ cho nó ở nơi vị tự nhiên của nó, đừng có để bị đau. À, mới nói chút xíu. Rồi ok, đến phần tiếp theo. Bây giờ tới phần phần cơ, phần khớp, phần cơ. Chức năng của khớp. Rồi ok, các bạn thử nói chức năng của khớp là để làm gì? Khớp là nơi nối giữa hai xương với nhau. Chức năng của khớp. Đây. Rồi. Nhân, chức năng của khớp làm gì? Em thấy gì ạ? Chức năng của khớp theo em nghĩ là cái gì? Không nghe được. Vâng ạ, là dùng để nói bên cái xương này với xương kia, với lại dùng cho chịu những cái chuyển động á. Ok, khớp nó cho phép cơ thể chuyển động được. Tưởng tượng thử nếu người mình xuông từ trên xuống dưới không có khớp thì sao người mình không chuyển động được, đúng không? Và nó là cái thứ sẽ giữ cho bộ xương này nó ổn định, giống như nguyên một cái mô hình xương không có khớp nào hết, ấy là không có cái dây chằng này kia nọ hết, thì nó chỉ là một bộ xương không cử động được. Và ok, nó còn một ý nữa là hạn chế những chuyển động không mong muốn, tức là khớp nó được gập kiểu nào, khi nó sinh ra gập kiểu nào thì nó chỉ nên gập kiểu đó thôi. Ví dụ như cầm cái ly lên, gập cái tay lên, thì đó là chuyển động đúng của nó, chứ sẽ không có người mà gập cái khớp tay ngược ra sau. Thì cái vai trò khớp là nó chỉ cho phép gập từ dưới lên trên hết, chứ không có gập ngược lại ra sau, để một phần nó giữ ổn định và cái chuyển động nó hiệu quả hơn. Từ cái chuyện này mình liên kết lại cái ý xương hồi nãy, thì cái xương sinh ra và cái khớp ngay chỗ đó, khớp giữa đốt sống sinh ra ở đây của cái cột sống này, phần lớn và chính của nó theo các bạn là nó sẽ chức năng chính của đốt sống là gì? Ví dụ nó là giúp để chuyển động hay nó giúp để ổn định? Theo Quân nghĩ sao?
cái cột sống mình. À chứ cái đốt sống chơi gì ta trên cột sống á thì nó vừa giúp cho sự ổn định và giúp cho mình chuyển động, tại vì nó co giãn. Nó có cả hai, có cả hai, cái nào cũng có cả hai, có cả ổn định và chuyển động, nhưng mà cái nào chiếm phần lớn. Nhìn thấy đây, cái khoảng cách giữa hai cái đốt sống này rất là nhỏ, nên cái chức năng chính của nó sẽ là giữ ổn định. Nên lý do đó là lý do tại sao khi tập deadlift phải thẳng lưng chứ không có nên cong lưng, hoặc là nhặt cái thứ gì đó lên phải dùng tư thế squat và deadlift để cầm lên để giữ cột sống thẳng ở trạng thái ổn định, chứ không nên gập nó xuống như cái cầu thì nó sẽ dễ gây tổn thương những cái mô mềm đây, những cái đĩa đệm đây. Rồi tiếp theo, giữa những cái xương này thì nó có cái gì? Nó có dây chằng. Cái dây chằng này, dây chằng thì nó sẽ giúp kết nối hai xương với nhau, là một làm cung cấp sự ổn định. Như nãy nói, nếu mà hai cái xương gắn với nhau mà không có dây chằng thì nó sẽ trượt ra ngoài, nó sẽ rời ra luôn. Thì những cái dây chằng xung quanh đó nó làm chức năng nó giữ hai xương dính lại nhau và nó giúp ổn định, rồi giới hạn những cái chuyển động phù hợp thôi, loại trừ những chuyển động không mong muốn. Rồi vậy theo các bạn, dây chằng của mình cấu tạo bằng cái gì? Cấu tạo từ những cái thứ mình ăn thì nó cấu tạo gồm những chất gì? Carb, fat, protein. Duyên, theo Duyên nghĩ là cái gì? Em nghĩ là nó cấu tạo từ từ đạm Ok. Rồi, đúng rồi. Ligament. Đây nó có ghi rõ nè. Những cái mô liên kết, mình sẽ gọi chung nó là mô liên kết, là dây chằng và gân đó. Thì dây chằng ligament đây nó được cấu tạo bởi có dây thần kinh và cấu tạo bởi protein này, đây nguyên chữ protein chà bá đây, và gọi là collagen. Collagen là một loại protein. Ok, collagen một loại protein. Và trong cái dây chằng có thêm một cái nữa, second, cái gọi là thứ yếu trong cái dây chằng đó gọi là S elastin. Vậy nó vậy như thì sao sao nói đi, nói đi. sao? Elastin nó giống như là gân á. Elastin là một dạng protein khác mà nó ở phía sau, nó có chức năng. Ví dụ collagen chức năng của nó là chịu lực căng, chịu áp lực là chính, còn cái elastin này nó chịu chức năng là đàn hồi, cái khả năng đàn hồi của cái sợi gân cơ và dây chằng, hiểu không? Ví dụ ăn những miếng gân nó rất là, nó có hai thứ: thứ nhất là nó dai, và thứ hai là nó cứng. Thì một cái là kiểu nó dai đàn hồi, một cái là nó cứng đó, thì cấu tạo bởi collagen và elastin, nói nôm na như vậy cho dễ hiểu. Vậy thì có một cái chuyện là, vậy bây giờ mình uống collagen nó sẽ đi vào da hay đi vào dây chằng ta? Không đi vào đâu cả. Tại sao? Tại vì collagen không thể tổng hợp từ phía ngoài, chỉ có thể tổng hợp qua các vitamin dưỡng chất mình ăn thôi. Cơ bản thì collagen mình tự tổng hợp được, nhưng mà các sản phẩm collagen bán rất chạy trên thị trường hiện nay, Tại vì người ta không biết. cơ thể nó sẽ không hấp thu collagen này. Mà cơ bản bản chất collagen nó là protein nè, mà bản chất protein là gì? Là axit amin, những giống như chơi xếp hình vậy đó. Protein là nguyên cục bự, nó vô cơ thể mình nó tách nhỏ 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 ra thành những cái axit amin nhỏ. Thì từ cái axit amin nhỏ nó lại cấu tạo thành collagen cho cơ thể của mình. Nhưng mà collagen nó nằm ở đâu thì nó phụ thuộc vào cái cơ thể cảm thấy nó cần ở đâu. Khi cơ thể nó cảm thấy nó cần ở da thì nó sẽ tự động nó đưa lên da. Còn ví dụ như mình là người tập luyện chẳng hạn, nó mô của mình đang bị tổn thương, mình tập nặng bữa trước bữa sau mình đau nhức cơ quá này kia nọ, tất nhiên collagen nếu mà cơ thể mình thiếu chẳng hạn thì nó sẽ phải ưu tiên nó phục hồi những cái cơ đó hơn. Tức là nó sẽ làm hai chuyện nó cùng một lúc với nhau, nhưng tỷ lệ của cái nào nhiều hơn cái nào thôi. Nên cái chuyện mà uống collagen thì tất nhiên là nó sẽ không, mình không kiểm soát được nó đi về đâu. Nên
hơi phí tiền nếu như mà cứ uống mà không biết nó sẽ đi về đâu. Rồi, collagen thì nó sẽ nằm song song với đây, hello, song song để nó chịu áp lực chung với cái sợi dây chằng của mình. Còn cái đây nên nó giúp cho chịu áp lực, ok, tension. Ví dụ ở đây, what's better? Ở đây nãy đọc qua có một cái ví dụ. À, còn một cái quan trọng nữa đối với cái dây chằng này. Đây, đây, nói trước về cái ví dụ, đây for example. Cái sợi dây chằng chéo trước nè, ACL nè, thì nó chứa cái lượng collagen lớn hơn so với lượng elastin, nên nó là cái nơi giữ ổn định tốt cho cấu trúc của khớp gối và nó nơi chịu áp lực. Ok. Và cái dây chằng ACL này nè, anterior, nó viết tắt là ACL này. Nói đến cái chuyện mà gặp khớp nãy mình có thể ví dụ nó. Tại sao những người đá banh này kia nọ, tại sao tập gym không đứt dây chằng chéo trước mà người đá banh lại hay đứt dây chằng? Mà người đá banh hoặc là chơi những môn thể thao kháng lực đối kháng với nhau chẳng hạn sẽ dễ đứt dây chằng chéo trước này hơn. Nhật nói thử Nhật. À, để nói về cái dây chằng chéo trước để bật cái hình cho coi. ACL. ACL là cái này. ACL là cái này đây. Nó bị đứt rồi. Đây. Nhật. À, tại sao tập gym thường ít bị đứt dây chằng hơn là so với tập những cái môn kia?